Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lại bài tập số 26, đếm số lượng ước số chẵn của số nguyên dương n. Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Ví dụ ở đây thì mình cái số n ở đây mình sẽ bằng 4, đúng không ạ? Thì ước của nó là gì? Thì ra ước của nó là 1, 2 và 4, đúng không ạ? Thì cái số lượng ước chẵn của nó là 2 và 4, đúng không ạ? Thì số lượng ước chẵn của nó sẽ là bằng 2, đúng không ạ? Chẵn là 2, đúng không ạ? Nó chính là 2 và 4, đúng không? Thì nó số lượng nó sẽ là 2, đúng không? Thì đó là một cái ví dụ để cho các bạn dễ hình dung. Thì với bài tập này thì mình sẽ giải quyết như sau. Đấy, thì đầu tiên mình cũng sẽ phải khai báo một số cái thư viện cho nó. Thì đây là một số cái thư viện mà chúng ta cần phải dùng. Đấy. Sau đó sẽ là một cái hàm main. Và trong cái hàm main này thì mình cần phải khai báo một số cái biến như sau. Đầu tiên sẽ là một biến n, tức là biến số nguyên dương n này. Đó. Và sau đó là một cái biến đếm. Đó. Và mình khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0. Đấy. Thì ban đầu chưa có gì thì nó sẽ đương nhiên nó sẽ bằng 0, đúng không ạ? Và sau đó thì mình sẽ phải thực hiện cái thao tác để in và nhập n. Đây. Đây mình sẽ nhập n và sử dụng câu lệnh scanf để nhập dữ liệu nhập n vào đấy. Đây sẽ là phần trăm d và n. Phần trăm d thì bởi vì nó là số nguyên dương nên sẽ là phần trăm d. Sau khi đã nhập vào n thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Đấy, với cái giá trị biến chạy mà mình cho ban đầu là y bằng 1, y bé hơn hoặc bằng n và y cộng cộng. Ở đây nghĩa là gì? Mình sẽ tạo một cái biến chạy y chạy từ 1 đến n, đúng không? Với y là cái số kiểu nguyên, kiểu integer. Đấy. Mục đích đây làm gì? Mục đích để chúng ta lấy cái số n này chia cho y, đúng không? Lấy n chia y, nếu như n mà chia cho y thì chúng ta lấy cái giá trị y đó, đúng không ạ? Thì ta lấy cái giá trị y đó là chính là ước của cái số n, đúng không ạ? Và khi ta đã biết được cái ước của số n rồi thì ta sẽ kiểm tra xem đó là số chẵn, có phải là số chẵn hay không, đúng không? Và nếu là số chẵn thì chúng ta sẽ tăng biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Thì mình sẽ làm như sau. Ở đây mình sử dụng một câu lệnh if nếu như mà cái n phần trăm y bằng 0, tức là gì? Tức là nếu n chia cho y, đúng không ạ? Thì nó sẽ thực hiện một cái câu lệnh như sau. Nếu như nó thêm một cái câu lệnh if, nếu như cái y ở trên này đấy, nếu như cái y ở cái câu lệnh if này, nếu như y lúc này là chính là ước của số n, đúng không ạ? Vì ở đây mình đã sử dụng câu lệnh if để tính ra y, đúng không ạ? Rồi, nếu như y ở đây mà nó chia cho 2, đúng không ạ? Tức là nó y phần trăm 2 bằng 0, đúng không ạ? Thì nó sẽ tính cái biến đếm sẽ bằng đếm cộng 1, đúng không ạ? Đấy. Và sau đó sẽ in ra màn hình.
ở đây mình sẽ in ra những cái ước chặn, đúng không ạ? Mình sẽ in lại y luôn. Đây sẽ là xuống hàng này, phần trăm D. Đây sẽ là y. Rồi ở đây là một câu lệnh trong cái if mà có hai dòng lệnh, nên là mình cần phải đặt cái dấu móc cho nó, đúng không ạ? Đấy. Rồi sau khi đã tính được cái y thì ta sẽ in ra kết quả. Ta sẽ in ra cái biến đếm, đúng không ạ? Đây sẽ là print ra cái biến biến đếm. Đây sẽ là xuống hàng một cái này, tổng ở đây là tổng là tức là đếm số lượng. Đó, xin lỗi các bạn, đây sẽ là số lượng ước chặn của phần trăm D là phần trăm D. Đấy. Rồi ở đây địa chỉ của nó sẽ là n và đếm. Ở đây sẽ mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh get để dừng màn hình lại cho chúng ta cam soát quan sát. Đúng không ạ? Rồi. Để mình sẽ chạy chương trình cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ thử nhập là 4 nha. Thì nó sẽ in ra cái số lượng ước chặn của 4 là 0. Số lượng ước chặn của 4 là 1 và số lượng ước chặn của 4 là 2. Vì sao lại như vậy? Vì ở đây vì ở đây mình đặt cái câu lệnh print này ở trong cái vòng là for. Đấy, nên là cứ sau một cái kết quả y đúng thì nó sẽ in ra cái số lượng ước chặn của nó. Đấy, ở đây mình sẽ sửa lại một chút. Đấy. Rồi, mình sẽ xóa cái dấu móc ở đây. Thì nó sẽ không còn cái in lần lượt, xong cái một lượt y đúng thì nó in ra, còn bây giờ nó sẽ kiểm tra xong hết một lượt rồi nó mới in ra. Đấy. Rồi ở đây mình sẽ nhập lại là 4 nhỉ. Thì nó đã in ra cái số ước chặn là 2, đúng không ạ? Vì ước chặn của 4 là 2 4, đúng không ạ? Thì nó sẽ in ra cái số lượng ước chặn của 4 là 2, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là cái bài tập để đếm cái số lượng ước chặn của một số nguyên n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.